Hello các bạn, lại là mình đây. Ngày hôm nay là ngày thứ ba nha anh em. Sáng hôm nay như thường lệ là mình với anh em cho mấy em phơi nắng nha anh em. Anh em lưu ý nha. Đối với chim non thì tháng sáng anh em thường anh em nên cho chim phơi nắng thường xuyên nha. Phơi nắng buổi sáng tầm 20 phút về cho nó bộ lông được mượt ha. Ok anh em thấy chưa? Hôm nay ngày thứ ba nha. Lông đầu vẫn còn nha. Nhưng mà rất là há mồi nè, đưa răng là nhảy quá thôi. Nhưng mà mình muốn mình những anh em mới chơi á, không nên nôn nóng nha. Đừng vì nó quá háo mà anh em bỏ qua những bước cơ bản nha anh em. Như hôm nay thì nó quá ngoan rồi đó. Nhưng mà mình muốn để trải nghiệm nó từ từ, cùng với anh em trải nghiệm những cái cơ bản nhất như nè. Chứ còn mình chơi mà mình rút ngắn thời gian anh em không tốt nha anh em ha. Ok thì ngày hôm nay vẫn như thường lệ anh em, nhưng mà ngày hôm nay mình muốn cho em nói bài tập cơ bản cho anh em trải nghiệm nha. Đó, bắt đầu mình sẽ cho em nó qua găng khoảng cự ly gần cho anh em. Ok anh em chờ mình xíu nha. Ok đây anh em. Nó thấy mình là nó bay rồi anh em. Đây nè. Nhưng mà anh em cho chị cự ly gần nha anh em. Chứ không nên cho xa quá nha anh em nha. Xa quá nó còn mới, nó còn lạ, nó sẽ hoảng nha. Ok lên con. Đó anh em thấy chưa? Cho nó ta khoảng cách khoảng tầng 2-3 tấc vậy thôi nè. Đối với này thì nó háo rồi thì mình không nói, nhưng mà đối với những con mà nó còn mập á nè, như là những con nó không có háo mồi lắm thì nó sẽ ù lì, sẽ đứng chờ mình nha. Nhưng mà đối với này thì nó ok thì nó khác cho anh em ha, nhảy qua liền. Nhưng mà không vì vậy mà anh em nôn nóng mà cho ngay xa anh em nha, tầm 3 tấc đối lại thôi cho nó nhuyễn đi anh em, cứ đưa răng là nhảy qua, răng nhảy qua cho nó quen anh em, và thái độ nó tốt xíu với anh em mình hả, tăng khoảng cách nha. Ăn sớm quá đi hoài hết anh em ơi. Ok mình chấm năng lý nữa anh em ơi. Chưa tiếp tục nè thằng con đó. Thái độ rất tốt anh em thấy không? Rồi ok anh em, phơi nắng hơi lâu rồi đó, thì anh em cứ nhớ cơ bản là gì thôi anh em ơi. Clip này mình thực hiện cho những anh em mới chơi nha anh em ha. Anh em mình chơi lâu rồi thì đừng nhắm đá mình nha. Để mình chỉ có mầm cho những anh em mới thôi. Ok để tiếp tục nữa anh em ơi. Thì anh em cơ bản thì anh em chỉ cứ cho qua tay gần giúp mình được rồi, tầm 3 tấc nha anh em, đừng có xa quá rất mồi, để mình làm mồi. Rồi ok nó qua tí nữa anh em ơi. Qua đó. Thì anh em cứ để cho nó qua tầm 3 tấc anh em, không cần nhiều đâu, mấy ngày đầu mà cho nó nhuyễn mò nhuyễn đi ha, nhuyễn hết đi rồi anh em mình tính nữa anh em ha. Tới mình nằm đại diện rồi. Ok nó xuống đi con, nó vô mát anh em ơi, nắng rồi, trưa rồi, sáng giờ rồi, em thấy không, một lòng rất là ok đúng không anh em. Tắm kết hợp với phơi nắng này nọ ok thì lông nó mướt anh em ơi. Đó ok anh em nha. Rồi để mình quay clip, quay màn hình lại. Rồi như vậy là hôm nay ngày thứ ba anh em, thì mà mình cho em nó tắm nắng rồi qua tay nhẹ anh em ơi. Ok rồi anh em ơi, rồi mình sẽ kết thúc clip đây anh em ơi, hẹn anh em clip tiếp theo nha. Rồi chào tạm biệt anh em nha. Quên anh em là chưa đăng ký, đăng ký ủng hộ anh em ơi. Rồi chào anh em nha.